và nhà chắc chắn sẽ đứng trên. Và tôi có đổi sau, đổi sau và đổi sau thì sẽ xuống dưới kia đổi. Xếp bằng hai hàng đi ạ, xếp bằng hai hàng đi ạ. Vâng, đứng sát nào các bạn, đánh trắng đứng sát nào, đứng hút kia, đứng hút kia, hai hàng đổi sau đúng rồi. Đứng gọn vào nơi ạ, áo trắng đứng gọn vào nơi ạ. Vâng, ok, được chưa ạ? Rồi, xin mời tất cả các em xin chị về cho các bạn. Thì lớp học nhớ phải đổi nha, vâng. Và có lẽ là chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng rồi. Vậy bây giờ thì mọi người có thể chụp ảnh các thứ được chưa ạ? Vâng, cho tôi xin một phút nữa thôi. Vậy thì toàn bộ cái chương trình đào tạo ngày hôm nay về marketing online và xây dựng hệ thống và phát triển doanh số của công ty Chacon Cosmetic thì xin được kết thúc tại đây. Và tôi là Phan Anh, là giảng viên của chương trình đào tạo cũng kiêm MC luôn. Vâng, thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị đại lý và đã có mặt trong buổi đào tạo cho đến tận bây giờ. Vâng, rất mong là sau chương trình thì chúng ta sẽ học hỏi được lẫn nhau và chúng ta sẽ có thêm được những kiến thức mới và phát triển cái công việc kinh doanh của chúng ta được tốt hơn. Cũng xin được cảm ơn công ty Chacon Cosmetic đã tạo ra một cái chương trình đào tạo như này dành cho tất cả các đại lý. Có lẽ là một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người và xin chúc mọi người có nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công hơn trong công việc kinh doanh của mình. Chúng ta có thể chính thức kết thúc chương trình hội thảo ngày hôm nay ở đây ạ. Xin cảm ơn. Bây giờ mọi người có thể chụp ảnh, check in rồi trao đổi danh thiếp, số điện thoại gì với nhau thoải mái ạ. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.